Griezmann lập công Barca giành cúp Joan Gamper. Bàn thắng duy nhất do công Griezmann đã giúp cho Barcelona giành cúp Joan Gamper, qua đó khép lại loạt trận giao hữu trước mùa giải mới với thành tích toàn thắng. Barcelona đã có khởi đầu hứa hẹn dưới thời tân huấn luyện viên Ronald Koeman với hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-1 trước Gymnastic và Girona trong trận giao hữu cuối cùng của mùa hè 2020, cũng là trận tranh cúp thường niên Joan Gamper trước thềm mùa giải mới. Blaugrana chọn quân xanh là Elche, câu lạc bộ tân binh La Liga 2020-2021. Cũng giống như hai trận đấu trước đó, huấn luyện viên Koeman tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Messi có trận thứ 3 liên tiếp có mặt trong đội hình xuất phát, sát cánh cùng với siêu sao người Argentina trên hàng công là Coutinho, Griezmann cùng với Ansu Fati. Chỉ mất vỏn vẹn 2 phút để Barca vừa lên dẫn trước, Messi bất ngờ lùi sâu về vòng tròn giữa sân, rồi tung ra đường mở bóng đẳng cấp sang cánh trái cho Jordi Alba, xuyên thủng toàn bộ hàng phòng ngự Elche. Tuyển thủ Tây Ban Nha sau đó căng ngang cho Griezmann, chỉ việc đệm bóng hết sức đơn giản. Thủ môn bên phía Elche đã có ngày thi đấu vất vả khi liên tục phải làm việc trước hàng loạt pha hãm thành của Barca. Rất nhiều cơ hội được tạo ra trong hiệp 1, nhưng Griezmann, Frankie de Jong, Messi, rồi Coutinho đều không thể nhận được cách biệt. Những gì diễn ra sau giờ nghỉ cũng tương tự 45 phút thi đấu đầu tiên khi thủ môn bên phía Elche từ chối nhiều cơ hội rõ rệt mà các ngôi sao Barca tạo ra. Ravi Koeman thực hiện nhiều sự thay đổi trong hiệp 2, đáng chú ý là màn ra mắt của tân binh Mijanen Pjanic. Trung cuộc, Barca chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Dù vậy, họ vẫn có năm thứ 8 liên tiếp dự cúp Joan Gamper ở lại sân nhà của mình và hoàn tất loạt trận giao hữu mùa hè 2020 với thành tích toàn thắng. Đây có thể coi là bước chạy đà tuyệt vời của Blaugrana dưới thời tân huấn luyện viên Koeman. Chủ nhật tuần tới, họ sẽ bắt đầu hành trình chinh phục La Liga bằng màn tiếp đón Villarreal. James Rodriguez tỏa sáng giúp Everton lên ngôi đầu Premier League. Tối ngày 19 tháng 9 giờ Hà Nội, James Rodriguez góp dấu giày vào 3 bàn thắng, qua đó giúp Everton thắng đậm tân binh West Brom với tỷ số 5-2. Sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham ở trận giao quân, Everton tiếp tục có được 3 điểm trước tân binh West Brom. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti khởi đầu không tốt trong nửa đầu hiệp 1 khi nhận bàn thua ở phút thứ 10. Hàng thủ của Everton thi đấu thiếu tập trung trong tình huống phản công nhanh của West Brom. Diangana đi bóng từ giữa sân trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Jordan Pickford. Everton nỗ lực lên bóng và có bàn thắng ở phút thứ 31. Calvert-Lewin đánh gót tung lưới West Brom sau tình huống bóng chạm đầu một cầu thủ đội khách. Trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị. Tuy nhiên sau khi tham khảo và trọng tài Maidin đã công nhận bàn thắng cho Everton. James Rodriguez ghi bàn đầu tiên cho Everton ở phút cuối cùng hiệp 1. Anh có mặt ở trung lộ trước khi tung cú sút hiểm hóc bằng chân trái đưa bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1. Đầu hiệp 2, đội khách được hưởng quả phạt ngoài vùng cấm ở phút thứ 47. Matthew Pereira lập siêu phẩm khi sút bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ thành Everton một cơ hội cản phá. Tuy nhiên, các cầu thủ West Brom không có nhiều thời gian để ăn mừng bàn thắng. Phút thứ 54, thủ môn John Stones cản phá pha đánh đầu của Richarlison, nhưng Michael Keane chớp cơ hội để sút tung lưới. Những phút tiếp theo, James Rodriguez liên tục tỏa sáng khi kiến tạo cho đồng đội lập công. Phút thứ 62, tiền vệ người Colombia chuyển bóng tinh tế, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của West Brom để Calvert-Lewin nâng tỷ số lên 4-2. James có thêm pha kiến tạo từ quả phạt góc bên cánh trái cho Calvert-Lewin đánh đầu, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút thứ 66. Đội khách West Brom khởi đầu ấn tượng nhưng không duy trì được lợi thế khi Rodriguez tỏa sáng. Tiền vệ người Colombia là nhân tố tạo nên bước ngoặt của trận đấu, anh thể đẳng cấp với các pha chuyển bóng hay đá phạt. James cũng khiến cho West Brom thất thế với hai thẻ đỏ của Kieran Quiff và huấn luyện viên trưởng Stephen Bilic ở cuối hiệp 1. Điều này giúp Everton trở nên dễ chơi trong hiệp 2, dù phải nhận bàn gỡ ở phút thứ 47. Tân binh West Brom dường như vỡ trận trước sức ép liên tục của Everton và phải nhận 3 bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng hơn 10 phút. Thầy trò Javi Ancelotti thắng đậm 5-2 và tạm vươn lên ngôi đầu Premier League sau 2 vòng đấu đầu tiên. Van der Beek ghi bàn, MU vẫn thua thảm trước Crystal Palace. Thi đấu bận nhược với nhiều sai lầm cá nhân, MU phải nhận thất bại bẽ bàng trên sân nhà ngay trận ra quân ở ngoại hạng Anh. MU bất ngờ để Crystal Palace dồn ép trong phút đầu trận và rồi họ sớm để đối thủ chập thùng lưới khi hiệp 1 còn chưa trôi qua 10 phút đầu tiên. Ngay phút thứ 7, từ một pha tấn công biên nhịp nhàng, Church căng ngang thuận lợi để Tosin đệm bóng đánh bại De Gea mở tỷ số cho đội khách. Bị dẫn bàn, MU không có cách nào khác ngoài dồn đội hình lên tấn công. Tuy nhiên, trước hàng thủ lùi sâu của đối khách, ra sao Quỷ Đỏ liên tục phải tiếp cận khung thành của đối phương bằng những cú sút xa và không thể tìm được bàn thắng. Hiệp 1 khép lại trong sự bế tắc của đội chủ nhà. Bước sang hiệp 2, MU tiếp tục gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của đội khách. Thậm chí chính Crystal Palace mới là đội có nhiều tình huống nguy hiểm trong đợt phản công. Điều gì đến cũng phải đến, đội thi đấu tỉnh táo hơn, tiếp tục có được niềm vui. Phút thứ 73,
Lindelof để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau hai lần sút phạt đền, Crystal Palace cũng có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Zaha. Dù cho đến phút thứ 80, tân binh Johnny van de Beek lập công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, nhưng như vậy là không đủ khi chỉ 5 phút sau đó, Zaha hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 3-1 cho Crystal Palace. Thua trận 1-3 đầy cay đắng, MU để lộ ra một loạt điểm yếu. Với cú tát trời giáng từ Palace, MU có lẽ đã hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rằng họ còn cách quá xa nhóm có thể cạnh tranh chức vô địch, trong khi đó Palace tiếp tục thăng hoa với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đấu đầu tiên. Arsenal nhọc nhằn giành 3 điểm ở trận Derby London. Thầy trò Mikel Arteta nối dài chuỗi trận thăng hoa bằng thắng lợi sát nút trước đối thủ của thành phố West Ham. Đúng tính chất với một trận Derby London, cả Arsenal và West Ham đều nhập cuộc với sự quyết tâm cao, là đối khách và bị đánh giá thấp hơn, nhưng chính West Ham mới là đội chơi tốt hơn ở thời điểm đầu trận và có nhiều pha uy hiếp. Tuy nhiên khi đội khách miệt mài tấn công và chưa tìm được bàn thắng thì họ đã phải nhận gánh lạnh. Phút thứ 25, từ một pha tấn công chớp nhoáng, Aubameyang thoát xuống rất nhanh trước khi tạt bóng thuận lợi để Lacazette đánh đầu tung lưới Fabianski mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng, Arsenal thi đấu tự tin và kiểm soát thế trận. Thế nhưng, ngay trước giờ nghỉ, West Ham bất ngờ tìm được bàn gỡ do công của Antonio, một đều là tỷ số của hiệp đấu đầu tiên. Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều quyết tâm kiếm chọn 3 điểm, những màn đôi công hấp dẫn được cầu thủ hai bên trình diễn. Tuy nhiên, chỉ đội bóng đẳng cấp hơn mới có được niềm vui. Phút thứ 85, cầu thủ vào sân thay người, Nketiah nâng tỷ số lên 2-1 cho Arsenal. Đó là thành quả của một pha phối hợp bài bản và nhiệm vụ của tiền đạo trẻ là tương đối dễ dàng. Những phút cuối, West Ham nỗ lực dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Arsenal thắng sát nút 2-1 và có 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu đầu tiên. Chính thức, Gareth Bale trở lại Tottenham. Ngôi sao người xứ Wales Gareth Bale đã trở lại Tottenham sau 7 năm chia xa theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Sau hàng loạt thông tin từ truyền thông Anh và châu Âu, Tottenham đã chính thức công bố sự trở lại của Gareth Bale theo dạng cho mượn một mùa giải từ Real Madrid. Ngôi sao 31 tuổi người xứ Wales sẽ mang áo số 9 trong giai đoạn thứ 2 khoác áo Tottenham. Cách đây 7 năm, Gareth Bale đã dứt áo Tottenham đến Real Madrid với mức giá 100 triệu euro, kỷ lục thế giới ở thời điểm đó. Tiền đạo cánh này gặp nhiều vấn đề thể lực, chấn thương ở Bernabeu nhưng nhanh chóng tỏa sáng và góp công quan trọng giúp Lord Bancourt chấm dứt cơn khát ở Champions League. Sau đó Bale tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong hat-trick vô địch Champions League 3 năm liên tiếp của Real Madrid dưới thời huấn luyện Zidane từ năm 2016 đến năm 2018. Trong đó nổi bật nhất là cú đúp bàn thắng vào lưới Liverpool ở trận chung kết năm 2018. Mặc dù vậy, sự nghiệp của Bale tại Madrid không chỉ có màu hồng, cầu thủ này được cho là có mâu thuẫn với huấn luyện Zidane và liên tục bị loại khỏi đội hình chính của Real Madrid. Cùng với các câu chuyện bên ngoài sân cỏ, Bale dần dần trở thành cái gai trong mắt chính người hâm mộ bóng đá hoàng gia. Ở mùa giải trước, tiền đạo người xứ Wales thường xuyên bị đám đông la ó mỗi khi xuất hiện. Trong bối cảnh đó, Tottenham bất ngờ ngỏ lời mượn Gareth Bale và các bên liên quan nhanh chóng tìm được thỏa thuận chung. Theo các nguồn tin uy tín, Tottenham không mất phí chuyển nhượng trong thương vụ này, họ cũng chỉ phải gánh 50% tiền lương cho ngôi sao người xứ Wales, khoảng 15 triệu bảng, phần còn lại do Real Madrid chi trả. Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Tottenham đã chính thức chào đón Bale trở lại. Trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2013, Bale đã có 6 mùa giải gắn bó với Tottenham. Ngôi sao này phát triển từ vị trí hậu vệ trái, trở thành cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới. Anh thi đấu tổng cộng 195 trận cho Spurs, ghi được 54 bàn thắng, kiến tạo 46 bàn khác và từng giật giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Premier League. Chính thức, Sergio Reguilón gia nhập Tottenham. Hậu vệ trái rất được săn đón người Tây Ban Nha, Sergio Reguilón đã chính thức gia nhập Tottenham từ Real Madrid. Sergio Reguilón là cái tên rất được săn đón trong phiên chạy hè năm nay sau màn trình diễn ấn tượng tại Sevilla theo dạng cho mượn từ Real Madrid ở mùa giải 2019-2020. Hậu vệ trái xuất sắc nhất La Liga mùa trước từng được liên hệ với Chelsea cũng như United nhưng cuối cùng Tottenham mới là đội giành chiến thắng. Trên trang chủ, Tottenham thông báo đã có được sự phục vụ của Reguilón từ Real theo bản hợp đồng kéo dài 5 năm đến hết tháng 6 năm 2025. Tuyển thủ Tây Ban Nha là tân binh thứ 3 của gà trống ở phiên chợ hè năm nay và sẽ khoác áo số 3, tùng thuộc về Danny Rose. Theo nhiều nguồn tin uy tín, thực tế Tottenham nhập cuộc sau United ở thương vụ này nhưng họ lại thành công khi chiều theo mọi yêu sách mà Real đưa ra. Cụ thể gà trống phải chi ra 30 triệu euro phí chuyển nhượng, đồng thời chấp nhận điều khoản cho phép Lord Bancourt mua lại trong 2 năm tới, được cho là 45 triệu euro. Tôi thực sự thích triết lý của câu lạc bộ cũng như huấn luyện viên và những điều đó đã khiến tôi muốn tới đây. Câu lạc bộ có tham vọng và định hướng rõ ràng, còn tôi thì muốn phấn đấu để tiến bộ hơn nữa. Tottenham có những cầu thủ và một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới.
tôi cũng đã nói chuyện với Bale và cảm thấy ấn tượng với mọi thứ tại đây. Từ cơ sở vật chất, sân vận động tới các cổ động viên, tôi không thể chờ đến ngày được sát cánh bên các đồng đội để bắt đầu một hành trình mới, Reguilon cho biết. Sự có mặt của Reguilon hứa hẹn sẽ bổ sung đáng kể cho sức mạnh cho Tottenham. Ở vị trí hậu vệ trái, Jose Mourinho thường xuyên phải sử dụng Ben Davi, một cầu thủ tầm trung và có khả năng hỗ trợ tấn công không mấy ấn tượng, trái ngược hẳn với tân binh màu số 3. Chính thức, Liverpool đón tân binh 45 triệu bảng, ngôi sao chạy cánh người Borussia, Diogo Jota đã chính thức trở thành tân binh tiếp theo của Liverpool chỉ một ngày sau khi Thiago Alcantara cập bến Anfield. Sau thời gian dài ngủ quên trên thị trường chuyển nhượng, với việc chỉ đưa về một tân binh khiêm tốn là hậu vệ trái Kostas Tsimikas, Liverpool đã tăng tốc trong tuần này. Vào thứ Sáu, The Kop hoàn tất thương vụ tốn nhiều giấy mực mang tên Thiago Alcantara và chỉ một ngày sau, Salahfield đã chào đón thêm một cái tên mới là Diogo Jota. Trên trang chủ, Liverpool thông báo đã có được sự phục vụ của Jota từ Wolves theo bản hợp đồng dài hạn. Báo giới Anh cho biết, The Kop phải chi ra tổng cộng 45 triệu bảng, trong đó 41 triệu bảng trả ngay kèm 4 triệu bảng phụ phí. Bên cạnh đó, giao kèo của tuyển thủ Borussia có thời hạn 5 năm. Ngoài ra, để bôi trơn cũng như giảm bớt chi phí cho thương vụ này, hậu vệ trẻ tiềm năng Kizana, however, di chuyển theo chiều ngược lại với bản hợp đồng có giá trị 9 triệu bảng, cộng thêm 4,5 triệu bảng phụ phí. Ít giờ trước khi Liverpool công bố chữ ký của Jota, họ đã xác nhận để tài năng người Hà Lan đến với sân Molineux. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ đối với tôi cũng như gia đình. Từ khi còn bé đến cho đến giờ, tôi không thể tưởng tượng rằng có lúc mình sẽ gia nhập một câu lạc bộ như Liverpool. Đây là một trong đội bóng mạnh nhất thế giới nên rõ ràng bạn chẳng thể từ chối khi nhận được lời mời. Tôi nghĩ mình là một cầu thủ có lối chơi đồng đội. Tôi đá trên hàng công và nhiệm vụ là tìm cách ghi bàn hoặc kiến tạo. Tôi luôn nỗ lực với tất cả khả năng để giúp đội bóng. Hy vọng tôi có thể trở thành một lựa chọn tốt cho Liverpool, Jota hô hở chia sẻ. Tại Sarsfield, Jota sẽ qua áo số 20. Dù có mức phí chuyển nhượng không hề rẻ, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại, nhưng nhiều khả năng cầu thủ chạy cánh người Borussia sẽ phải chấp nhận vai trò dự bị cho Mohamed Salah cũng như Sadio Mane. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhấn chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.